Xin chào các bác nhá. Hoàng Hiền đang đi ở cạnh bờ sông Cầu các bác ạ. Đang là buổi trưa, Hoàng Hiền vừa làm về. Làm về qua đây là lấy chị gái chị điện đang bán đốc ở đây. Hoàng Hiền chạy xuống hỏi xem một tình hình Thành hôm qua như thế nào. Tối hôm qua rất nhiều bác lo lắng. Hoàng Hiền hỏi qua thì là hiện tại cháu Thành đã về các bác nhé, không biết đầu đuôi qua nó đi đâu, trốn ở đâu như thế nào. Nước mấy ngày này rất cạn đúng không? Nọ nước to này cạn sệt rồi. Đây rồi, xe ở đây rồi, xe ở đây rồi mà kìa, người đâu này, một ốc đây, áo màu đỏ, ba người đang bắt cái gì không biết. Chưa biết Hoàng Hiền xuống đâu. Này trời khá lạnh ạ. Nội nước này cũng lạnh. Chị này chị không có một tí kiến thức nào các bạn. Chỉ muốn làm mà làm. Một là không có kiến thức. Hai là không biết thế nào là đúng là sai. Ba là tính bị tăng động hâm hấp, không biết dạy con. Con cũng thừa hưởng theo cái gen của mẹ. Rất khổ. Dầu ốc rồi. Chắc nhìn thấy Hoàng Hiền rồi sao? Toàn đi chân đất rồi các bạn. Xuống ở chân đất. Cũng giỏi, chị gái này chú Lợi. Làm đồng hay là chân bò hay là làm cái gì toàn dã chân đất. Ui giời, sâu đấy. Nội đi đâu mà sâu này. Chị này là đúng là thật các bác, là chia sẻ hai mẹ con rồi, chị gái này bỏ thì thương mà giúp đỡ thì đau đầu. Đấy. Hai mẹ con thì đều hâm hấp giống nhau, đôi lúc là khùng khùng nên tăng động này. Rất khó chữa trị. Nhưng mà nhìn thấy những cảnh này thấy rất khổ các bác, thấy thương. Cái việc mò cua bắt ốc này là quanh năm ngày tháng các bác, ngày này qua ngày khác, năm khác, nuôi thằng Thành nó bé từ lớn đến giờ, từ bé đến lớn. Vẫn chưa phát hiện ra Hoàng Hiền ngồi đây, vẫn đang tích cực bắt. Bây giờ thì đang hơn 11 giờ buổi trưa. Các bác có thể hình dung được này, cái cuộc sống của mẹ con nhà chị này là hàng ngày nó diễn ra như này. Đấy.
mò cua bắt ốc để đi bán. Nhưng mà cũng rất là khổ một cái này các bác cũng hiểu rồi nha. Cái chị này thì chị không có học, không đi học, không biết chữ. Đấy. Cho nên là không biết tính toán. Đấy. Cho nên đôi khi là bắt được vài cân ốc nhưng mà đem ra chợ bán ấy, thì cũng không biết tính tiền kiểu gì. Đấy. Nếu gặp người tốt thì họ còn giả tiền nó đúng. Đấy. Nếu không thì không biết cái đằng nào. Mù tịt thôi, ABC. Không biết một tí gì luôn. Không có một cái sự hiểu biết gì. Nên là cũng từ cái việc như vậy nên là cũng không dạy được con các bạn. Thật ra thì cũng rất thiệt thòi. Xét đi xét lại cũng rất đáng thương. Đấy. Cái tính này thì của cả hai mẹ con nhà chị thì Hoàng Hiền cũng đã cố gắng là thay đổi trong thời gian vừa qua, giúp đỡ cho thay đổi, nhưng mà cũng đang có sự chuyển biến, nhưng mà lại được một thời gian là lại đâu vào đấy, rất khổ. Bác này bác bắt ốc thì sao? Được cả mẹ lẫn con. Chị gái ơi, vào đi, lên đây nào, lên đây. Mấy chục năm nay từ lúc Thành nó bé đến bây giờ, cuộc sống của chị là quanh năm ngày tháng như này các bác nhé. Các bác có thể hiểu được như vậy. Khi Hoàng Hiền quay video thì các bác giúp đỡ cho thì có về kinh tế cuộc sống bớt khổ, nhưng mà do cái tính như vậy, bệnh tật như vậy nên là không vươn lên được. Từ cái việc như vậy xong rồi dẫn đến cái việc là không có. Không có thì nó sinh ra đủ thứ. Đấy, đường này này. Dọc bờ đây xây bờ kè các bác nhé. Các bác trồng cỏ rất tốt. Bao nhiêu cỏ chân bò, cỏ voi chạy dọc dưới này. Ui dồi nhiều kìa. Ui dồi, một túi to kìa nữa. Rổ này túi to. Mắt bao giờ mà nhiều thế không biết. À nay đeo ủng đi nhưng mà xuống nước là cởi ra. Đang 11 rưỡi. Giờ 11 rưỡi đúng rồi đấy. Thằng Thành đang đi học. Về cái việc của cháu Thành này thì cũng chia sẻ với các bác là Hoàng Hiền cũng đã cố gắng hết sức là dạy dỗ nó đấy, từ ngày xưa đến bây giờ đấy. Nên là bây giờ thì cũng chia sẻ với các bác là Hoàng Hiền thì cũng chỉ là người ngoài thôi, người chia sẻ video đấy, các bác các mạnh thường quân giúp đỡ đó, kinh tế đó. Còn Hoàng Hiền cũng chỉ dạy được một phần nào thôi, không thể nào mà như mẹ nó hay người nhà được đấy. Nên là cái việc Thành đấy Hoàng Hiền cũng chỉ nhắc nhở thôi. Còn về việc xử lý hay như nào đó thì là cũng do gia đình thôi. Nó lên người được thì nó thành người được thì nó tốt, nó sướng. Còn nó không thành người được thì cái đó thì là chị gái này phải chấp nhận.
chú ý à. Bắt từ bao giờ đây? Ăn lúc sáng. Được bao nhiêu anh? Đây, từ này. Đâu? Đây. Ui dồi. Được yến không? Không. Từ sáng đi. Thế cái thằng Thành hôm qua như nào? Thành lúc mãi đêm nó mới về. Nó về là nó chưa sang nhìn bên nó sợ mẹ đánh. Đêm nó mới về? Ừ, đêm nó mới về. Tìm khắp không thấy? Không. Thế đêm nó về nó trốn ở nhà nào? Nó trốn bên nhà bên cạnh. Cạnh là cái nhà hoang đấy. Ừ. Cái nhà bỏ trống đấy. Ừ. Rút trong đấy à? Ừ. Mấy giờ nó mới về? À, lúc đấy 10 giờ. 10 giờ nó mới chạy về. Ừ. Nó về nó bảo gì? Nó về giả bảo gì cả. Thế xong rồi chị bắt xin lỗi chị. Ừ. Thế là nó xin lỗi rồi, từ người dạy con không đi nữa. Ừ. Và mày biết mẹ đánh mày xong rồi mày chạy. Ừ. Chạy đi xong mẹ đi tìm mày. À. Như nào nữa? Xong bắt đầu mày chả bảo gì hết, xong bắt đầu nó bảo con xin lỗi mẹ. Ừ. Bảo mẹ mày. Mẹ còn đi điện xuống chú Hiền, mẹ với chú Hiền đi tìm, bà Toán đi tìm rồi không thấy. Ừ. Xong nó bảo thằng dài con không đi nữa. Ừ. Hốt mẹ đánh. Ừ. Thế là sợ quá à? Sợ. Ừ, biết sợ rồi à? Biết sợ rồi. Sao trước mà nó không sợ? Bây giờ mẹ cầm que cái là sợ rồi. Ừ. Biết nghe lời rồi. Nghe lời rồi. Thế là giúp trốn vào nhà bên. Trốn vào cái nhà hoang. 10 giờ mới về. 10 giờ về. Ừ. Thế là qua lúc đấy về tìm khắp không thấy à? Không, lúc đấy tìm về tìm khắp không thấy. Ừ. Không làm nào. Xong bắt đầu nó mới chui ra. Ừ. Chui ra xong bắt đầu chị bắt vào trong nhà. Thế xin lỗi chị. À. Thì người dạy con không thấy, không đi nữa. Ừ. Bảo đi lần sau thì sao, bảo lần sau đi cho mẹ đánh. À. Cái thằng con nhà chị thì thằng đấy nó thật, nó thuộc dạng bất trị. Thật. Nó xem cái gen bệnh của chị bị bệnh. Tăng động thần kinh. Đôi lúc khùng lên, rồ lên. Đến mệt mẹ con nhà chị. Cái này nhé, em nói chị nhé, con của chị phải tự dạy thôi nhá. Đấy. Còn em không có trách nhiệm nữa, phải dạy con cho chị. Nói trước cho chị biết đấy. Chia sẻ rõ như vậy. Có con là phải dạy. Tự nghĩ cách, tìm tòi. Cho xuống học thằng cô Toán rồi, phương pháp rồi. Nó dạy con thế nào rồi. Tiếp thu vào cái đầu của em mà về mà dạy con. Nó mới thành người được. Còn cứ như này 3 tuổi nữa thì không dậy nổi đâu. Giờ nó mới bé thôi. Nó mà to lên ấy, nó cũng trốn đâu, cũng đập lại luôn ấy. Đấy mới biết được. Con cái là thương thì thương, đói thì cho ăn, mà lệch mà hư là không được. Con thì là con, chứ không phải là bố là mẹ của mình rồi. Không phải nó láo được. Nó bỏ đi một lần được, lần hai nó sẽ bỏ đi được. Nó chửi mấy chị được một lần là xong, nó sẽ chửi được. Nó không nghe lời một lần thì lần hai nó cũng sẽ nghe, không nghe lời được. Nó láo được. Cho nên vi phạm một cái là phải xử lý ngay. Không để nó diễn ra nữa. Chị nghe rõ chưa? Mẹ con nhà chị mệt mỏi lắm, với mẹ con nhà chị mà ngày này có cái việc gì thì quan trọng thì hãy gọi em. Em cũng rất nhiều việc nhá. Con cái không dậy được. Okay.
Gà đã nhốt vào chưa? Gà chị nhốt vào rồi. Nhốt vào nha. Bón cái phân lân ra cái bãi ngô xong rồi đắp nó lên. Nhổ sạch cái bãi quả lúa, bón cái phân ra bãi quả lúa đi ngay dọc đường nha. Đang cùng tua không? Vẫn đứng ở ngoài bãi phân vào, không bấn gì hết. Nó tốt. Bãi nó hẹp ngang, kéo dài. Đứng ở rìa bờ, tung phân vào trong. Cho nó tốt. Ít nữa thì làm nhổ dãy cỏ sao. Nhà cũng thế, cỏ biết cắt xong rồi thì đắp đất lên, sạch sẽ đi. Được chưa? Lợn gà tập trung vào chăn nhá. Thế thằng em đi học rồi gì? Mai cháu đi học. À. Bà mua không ạ? Vâng, bà có mua không? Bà trêu thôi gì? Trêu thôi. À, trêu. Cái thằng Khoa đâu? Khoa cháu đi học. À. Ốm vẫn còn đi mò ốm. Chả đi làm nào. Không đi không có tiền tiêu. Mất hết tiếng rồi. Không đi thì không có tiền. Ốm chưa khỏi à? Chị chưa. Vừa hôm nọ đi ra truyền nước xong mà vẫn còn chưa. Vừa hôm kia xong. À, hôm kia truyền nước ở trong ngoài trạm à? Đấy. Bà biết à? Chuyển nước à, đúng rồi, hôm nọ là thấy mà mua thuốc về hôm nay chuyển cả nước à? Chuyển nước, mày nói hẹn chiều mày xuống chuyển chai lửa đây này. À. Chuyển chai hoa quả nữa. Vậy nước vừa thôi, khỏe xong mà đi. Không ốm ra đấy là không ai nuôi con đâu. Vâng. Chị cứ bảo thật, bây giờ tiền thì ai mà chả quý. Bây giờ mà cứ đi ốm này là chuyển nước xong về lại đi ấy là ốm là vừa khổ. Khổ cái thằng cô hoài. Thế nó ăn cơm ở lớp à hay về lúc cơm? Cháu cũng về. Thế thì về 11 giờ rồi xong mà về mà lúc cắm cơm. Rồi, cắm bỏ đấy cho lỡ rồi. Đấy. Sáng đi cắm luôn. Ê, khổ. Thôi đi về đi. Thế này về bán buôn hay là đi chợ? Chiều chị đem ra cho bà Phượng bái bán thôi. Ừ. Này. Thế để ở đâu được? Bây giờ bán nó bao tiền cân? Cân buôn 8 đồng. 8 nghìn à? 10 cân là bao tiền? 10 cân á. 8 nghìn 1 cân đến 10 cân là bao tiền? 10 cân là được 100. Hả? 10 cân là 100. Mà tỷ. Chị bán hộ ấy. Hả? Thì chị bán hộ ấy. Bán hộ như nào? Bán hộ nếu mà chị lên chị ngồi bán lẻ thì bán 10 nghìn. Ừ. Tôi chả hiểu biết một tí gì các bác. Nói liên thuyên ra hành trình. Bảo 8.000 một cân, hỏi bao tiền 100.000. Xong rồi lại bảo là chị bán hộ 10.000 một cân. Chuyển lắm. Đầu không có một tí kiến thức. Nhanh về mà thay quần áo đi, ướt hết người, lạnh lắm cái trời này. Rất khổ. Thôi Hoàng Hiệp, kết thúc cái video của mình ở đây nhé.
xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Cũng may là thành nó không vấn đề gì, trước mắt như vậy là tốt rồi, còn dạy dỗ thì nó phải một quá trình đó, thì chị bắt buộc phải có biện pháp để dạy con mình thôi. Xin chào các bác.